Xong rồi, gió đổi chiều rồi.
Oh,
Anh Quang. Một à? Vẫn một à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xong rồi, xong rồi, ra đi ở tuổi 63 là đẹp rồi. Không cần ăn game này, ăn game sau của Quang nó mới ngon. Phong nó ấy được mấy quả luôn này. Rồi, giờ cắt thêm gì? Chưa mày.
Quá mọi người. Vàng chưa? Chưa. Ôi trời ơi. Hai hiểu quả vương đấy. Mình ở lại đánh đi. Anh ơi. Anh ơi. Ở lại đánh đi. Lên. Chuyện anh nghỉ rồi. Vừa xong chưa? Gặp nhau lần đầu tiên à? Vương ở bên kia chúng ta gì đó. Ở bảng anh thì đúng không nhỉ? Ôi, học rồi. Mày bình ca, 4 năm. Mình nhắm bình nhau đó, đỏ. Uống nước đi uống. Trận vào nó thế này.
Để cho em đánh giải đi, chuẩn bước đấy. Em không đủ đủ thì ngay mà được chết rồi, đâu phải hướng bắn chắc đi. Cùng này, cắt đi, cắt đi. Không đánh giải ai cũng từng mấy trận biết được ít đâu. Đấy, cái quả ấy, quả của hết rồi.